Rồi, xin chào buổi chiều cả nhà mình ha. Chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh của em. Rồi, hôm nay là ngày 12 tháng 12 âm lịch mình ha. Thì số hôm nay thì em đã rong, thì tất cả cũng đã rong hết rồi. Rong hết rồi, chỉ còn lại một số Phú Tân nè cả nhà. Rồi cây siêu bông, này không có rong ha. Tại cái nụ nó siêu bông thì nó cũng dễ nở nè cả nhà. Cái nó xanh nhưng mà nó rất là dễ nở ha. Đó, thì Thủ Đức thì em đã rong hết rồi. Số cây nào mùi thì mình không có rong nữa. Cây này thì tính ra rong cũng khoảng 50-60% đó cả nhà. Cả nhà thấy nó thưa đều hết. Thì số nụ, những cái nụ nào chỗ nào lớn, nụ nụ mà nó dễ nở đó thì mình sẽ chừa lá lại. Đây, cái này mình chừa lá nhiều ha. Đó. Còn những cái chỗ nào mà nụ non thì mình sẽ rong nhiều hơn. Đó, thì rong làm sao? Để ý thì tất cả cái cây mình thì có nụ nhỏ, nụ lớn ha, nụ nhỏ, nụ lớn thì mình phải rong những cái nụ nhỏ nào mình rong nhiều, và nụ nào nhỏ không phải là nó nhỏ mà nó mùi thì mình cũng phải chừa lá lại ngay đó nha nha, nhiều. Còn nếu mà nó nhỏ mà nó xanh như những cái cơ cuối cùng thì đa phần nụ nhỏ, nụ xanh thì mình sẽ rong lại phần đó nhiều hơn, những cái chỗ nào mà nó khi mà nó ngậm nụ lâu như cái này, ngậm nụ lâu thì mình sẽ chừa lá lại đây nè nha, chừa lá lại nhiều một tí ha, còn ở trong có thể thưa thưa đều đều hơn. Đó thì hôm nay ngày 12 rồi, mình rong, nếu mà cô chú anh chị mình chưa rong hết thì có thể ngày mai mình rong một đợt nữa, và một số cây nào mà cái nụ nó còn cứng quá thì mình sẽ lãi lá. Còn nếu mà mình chưa rong thì mình sẽ tiếp tục mình rong ha. Thì ở đây thì có thể là 14 thì em sẽ lãi nhiều nhất ha, nhiều nhất. Thì hôm nay thì tiết buổi sáng thì em thấy nó cũng có một đợt luồng gió đông ha, tới trước thì thời tiết thì hôm qua nay thì có một số điểm mưa đó cả nhà, mưa. Thì nếu mà mình chưa rong chưa rong lá thì có thể mình sẽ lãi sớm một tí, còn nếu mà mình rong lá rồi thì có thể 14-15 mình sẽ lãi dứt điểm ha. Ở đây thì nói trước ha, mấy ngày nay thì em cũng quên, thì tất cả những anh em ở miền Nam mình ở đây ha, thì thời điểm mà mình lãi lá, thời điểm mình lãi lá đối với Thủ Đức thì Phú Tân, Đa Phúc thì cách biệt như thế nào. Thì Phú Tân thường là mình sẽ lãi ngày 15 nha cả nhà, 15 hoặc 16 nếu mà nụ Phú Tân mà nó mùi đó thì có thể mình lãi 16 ha. Đó, thì Đa Phúc thì nó có thể lãi ngày 15. Nếu mình hiện tại mình chơi ở nhà ha, ở miền Nam đây mình chơi ở nhà nha cả nhà, ở miền Tây xin lỗi nha, miền Tây mình cây chơi ở nhà thì có thể mình sẽ lãi vừa vừa một tí, có thể là 28-29 cho nở ha, nở 29 rồi, 29-30 thì mình canh mình sẽ lãi hơi sớm một tí, có thể ngày 14. Rồi nếu mà dừa thì ngày 15 đó. Thì nhưng mà mình lãi thà sớm một tí, tại vì loại Thủ Đức của mình ở đây nữa nha. Thủ Đức của mình ở đây thì đa phần nó bông nụ rất là nhiều, nên mình có sớm một tí nhưng mình chơi vẫn qua Tết mùng 6, mùng 7 mình vẫn chơi bình thường ha, vẫn còn bông còn nụ để mình chơi đó. Thì đa phần cái dòng mà dòng cúc nè, nó nở thì nó nở rất là mau, nó nở mau tàn, nó nở rộ ha. Còn Thủ Đức mình nó nở không có rộ như cái nó bung đều, nhưng mà nó nở rất là lâu. Thí dụ như một búp nó chùm một nụ nó ra 5-7 bông thì nó nở trong khoảng 7-8 ngày trở lên thì nó mới hết được cái 5 bông đó ha. Nhưng mà một bông thì nó nở khoảng 2 ngày nó mới tàn khi vô mát đó, nên chiền thì lai rai thì mình vẫn còn chơi Tết được ha. Đó thì cái dòng Phú Tân ha. Còn nói luôn thôi cả nhà, thì chia sẻ thêm, ví dụ như ở đây thì em cái mặt nhựa ở đây, mặt nhựa nóng đây ha, thì em sẽ dễ xử lý hơn so với anh em mà cái mặt cát ha, mặt nền cát hoặc là cái nền thấp đó, nó không có thông thoáng thì có thể cô chú anh chị mình sẽ lại trước ha, và mình xử lý cái nước á, cái khi mình lấy lá rồi thì mình canh nước cũng rất là quan trọng nha cả nhà. Cái canh nước đó từ trước tới giờ thì mình ví dụ như những cây nào khô ha, lấy lá xong rồi thì mình tưới một đợt xả cho thiệt là đủ nước ha. Ví dụ 15 mình lãi dứt điểm thì cái ngày 15, 16 thì mình sẽ tưới cho nó đủ nước, cho nó đậm luôn, đủ nước trong cái bầu là phân của mình cho nó đậm ha.
Rồi sau đó mình sẽ quơ xương. Quơ xương sáng chừng 7-8 giờ mình quơ xương cho nó mát tinh thần. Nếu mình muốn nó bung mau thì mình quơ xương, còn không nữa thì có thể 2 ngày sau mình sẽ quơ xương cũng được ha. Rồi những cái khi 3-4 ngày sau thì những cái chỗ nào mà nó cái bầu nào nó khô á thì mình sẽ châm nước ha, châm nước trực tiếp vô đó để mình canh lượng nước cho nó đều ha. Những cái cây nào khô mình sẽ xách xách thùng, xách phi gì đó mình để mình tưới ha. Mình tưới để mình canh nước cho nó đồng đều. Nhiều khi những cái cây nào nó không có ráo bạc mặt bầu đó cả nhà mà mình tưới, mình cứ tưới đậm đậm vô thì khi không còn lá hút á, cái cây mình nó dễ bị thối rễ ha, nó úng rễ đó. Nên khi lại lá rồi canh cái nước cũng rất là quan trọng ha. Thì hôm nay chia sẻ cái cách để mình canh nước sau khi lại lá nha cả nhà. Sau khi lại lá và những cái cây nào hiện tại bây giờ mình chưa rong, có thể mình rong và mình canh lại cái chỗ mà mình để cây để nó có thông thoáng hay không, nó có nắng nhiều hay không và nó có hầm hay không. Ví dụ nền cát mà nó thông thoáng thì có thể gió lùa, nắng nó ráo thì cái cây mình nó sẽ bung mau hơn. Còn nếu mà cái cây mình nó nằm ở khuất á, nằm khuất mát á, thì cô chú anh chị mình sẽ xoay ha, chiều nắng ha. Có thể lúc trước là mặt trời nó khuất vào buổi chiều thì bây giờ mình xoay lại chỗ của cô chú anh chị mình, nếu cái nắng không đều đó mình sẽ xoay lại chỗ nào nắng trưa nắng trưa cho nó có nắng ha, cho có nắng để cho nó đều, quay lại cái mặt đó cho có nắng, cái nụ của mình nó sẽ đám đều. Nếu không là nó sẽ nín một bên nữa nha. Có chỗ nào nó mát thường lâu đó thì nó sẽ bị nín lơi lại, nó không có bung đều đâu đó. Rồi tiếp tục em xin nói tiếp cái vụ canh nước nha cả nhà. Đó, canh nước mình canh khoảng chừng 5 ngày. Ví dụ mình đợi 19-20 sẽ bung vỏ trấu thì đó mình giữ nước làm sao đó, giữ nước làm sao thí dụ khoảng 17-18 mình giữ nước cho anh vừa ráo thì mình quơ xương nó đều đều, không cần tưới lượng nước nhiều nữa đâu. Thì mình canh lượng nước cho nó vừa, đừng có khô mà nó cũng không có ướt quá, có đậm quá, để cái cây mình khi mình xử lý ha, xử lý 19-20 cái đợt mình tưới dưỡng thì nó vừa ráo thì mình tưới vô cái lượng dưỡng thì cái cây của mình bộ rễ nó sẽ hút lên đó, bộ rễ hút lên giúp cái vỏ trấu mình nữa. Lúc đó thì nó dễ bung vỏ trấu ha, dễ bung vỏ trấu thì cái lượng dưỡng nó mình cung cấp vô thì nó đủ sức để giúp cái cây mình nó sẽ bung đều, và bung đều thì nó nuôi được cái dàn nụ của mình, nó sẽ to và lớn ha, to và lớn, nó không có bị bông nhỏ ha, bông nhỏ. Thì tưới cái lượng dưỡng ở đây thì mình vẫn tưới đây, thì tưới N3M nè cả nhà, N3M hoặc là quan, hai cái đó cộng lại, hoặc là Roro cộng quan ha, hai cái cộng lại. Có những anh em thì kích thích một ít Atonit, nhưng mà ở đây thì Atonit chỉ sử dụng những cây nào mà nó không bung thôi ha, không bung mình xịt mình tưới ở dưới đó, tại vì nó chậm trễ mình kích thích thêm. Còn nếu mà cái cây mình nó bình thường thì không nên ha, không nên mình xịt Atonit hoặc là mình tưới Atonit, tại vì khi Atonit á thì cái lượng kích thích nó, cái bông mình nó sẽ cái cuống nó dài mà cái kích thích quá thì nó cũng dễ bị bể ha. Có nghĩa là khi nó bung nụ ra rồi thì nó bể cái bụng nha, nó làm kích thích quá thì nó chưa có đủ độ tuổi để nó bung nó nở đó, thì mình kích quá thì có thể là cái nó bể bụng những cái búp nụ mình, nó bể ngang. Thì thường của chú anh chị mình thấy có số cây tại sao mà nó bung ngang cái bụng mà nó không có lên trên, nó leo ngoài cái đầu nụ ha, nó nở mà nó bung ngang luôn. Thì những cái cây đó đa phần thì là những cái cây nó yếu, nó suy, hoặc là mình kích quá thì nó dễ bị bể vậy ha. Đó, nên tới thời điểm mình chưa cần thiết thì không nên sử dụng những cái kích thích quá, mình chỉ tưới dưỡng bình quân bình thường thôi để cho cái cây mình nó tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn ha, tự nhiên tốt hơn. Thì thời điểm mình tưới thì khi mình lại lá, thí dụ như ngày 15 mình dứt điểm thì ngày 19-20 đó, 19-20 khoảng 5 ngày rồi thì thời điểm đó có một số có thể là nó bung một cái số nụ trước ha, số nụ trước. Tại vì những cái cây của mình thì có số nụ nó mùi thì nó trong 5 ngày nó đã bung một số ha nha, bung vỏ lụa rồi. Thì nên mình lúc đó mình sẽ tưới dưỡng vô, cũng như những cái cây ghép đó cả nhà. Những cây ghép thì ghép khoảng 10-12 ngày thì có số nó lú tược rồi,
thì lúc đó thì em cũng hướng dẫn cả nhà mình đó, mình sẽ tưới dưỡng vô. Tưới dưỡng vô được rồi thì nó cũng có lá để nó hút ha. Lúc đó cái nhựa là những cái ghép của mình nó đã có sức rồi, có sức để nó hút cái lượng dưỡng, lượng dưỡng cung cấp vô trong rễ nó hút lên được ha. Nó thì đối với những cái cây mình lại lá cũng vậy, khi bung vỏ tấu rồi thì nó cũng là hút được cái lượng nước và cái lượng dưỡng ha. Thì cô chú anh chị mình nhớ ha, canh khi mình lãi lá rồi thì canh cái lượng nước cũng là rất là quan trọng đối với cái cây mai mình trong cái thời điểm mà nó mình làm bông làm nụ ha, làm bông làm nụ. Cây này lãi lá để dâm cành ha. Cành ở đây thì em khi mà tuy nó không chỉnh sửa nhưng mà khi mình cắt đôn á, mình đã tạo cái hướng cho nó rồi, nó không có chồng chéo, nó không có rối nữa, thì khi mình lãi lá ra cái cây mình nó rất là thiên nhiên ha, thiên nhiên. Cây mua cành đây như cây này cả nhà thấy ha, cái cành rất là thiên nhiên. Tuy là không có chỉnh sửa, năm nay thì chỉnh sửa rất là ít nè. Đối với những cái mai ghép của mình, nếu mình chỉnh sửa nhiều trong cái lúc mà cái cây mình nó lớn chân cành mà mình sửa như cái mai zin á thì rất là nguy hiểm nha cả nhà. Thứ nhất là nó bị dập cành, nó hư nhánh ha. Thứ hai nữa mà khi mình dập cành rồi thì cái nụ của mình á, nó cũng bị tác động, nó không có được lớn, nó không có đủ lực, và khi nó nở đó, nó nở nó cũng không có đẹp ha. Nên đa phần cô chú anh chị mình thấy những cái cây của em ở đây, những cây già thì chủ yếu mình chỉnh xương nhẹ thôi, chỗ nào thiếu, chỗ nào trống thì mình kéo nhẹ lắp thôi, còn đa phần là sẽ tự nhiên mình sẽ bấm giật chân cành thôi chứ không có chỉnh sửa nhiều nữa ha. Nếu để ý thì cô chú anh chị mình để ý những cái cây nào mà hay bao mùa mà mình sửa dần dần nhiều thì đa phần những cái cây đó thì cái dàn nụ nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, và khi nở cũng không có được đẹp nữa ha. Cái này ở dưới lên cả nhà mình thấy ha, rất là tự nhiên thiên nhiên. Cái cành cái cốt trước thì đã sửa trước, thì lúc mà em ghép khoảng 2 cây thì đã sửa trong thời gian đó rồi, thì ở ngoài đây bắt đầu em thả cái lối thiên nhiên nha cả nhà, lối thiên nhiên. Đây cái dàn nụ đây, buổi chiều mình thấy cái dàn nụ nó không có bóng bẩy đâu cả nhà, nó không có u ha, không có là như nó bị hơi dập dập lại đó cả nhà. Nhà nếu mà cái này buổi sáng nè, buổi sáng 8-9 giờ những cái này nó u nè, nhưng mà buổi chiều lại rồi thì mình thấy nó bắt đầu nó dợp lại đó. Thì để ý vào buổi chiều đi, khoảng 5-6 giờ thì cả nhà mình ra thấy cái dàn nụ thì để ý mình thấy nó bị dợp lại rất là nhiều ha. Đó nên khi mà mình đón một cái cây, mình đón một cái nụ thì để ý từ từ mình sẽ có kinh nghiệm thôi. Đó. Tại sao em sẽ kêu cô chú anh chị mình những cái nụ xanh như vậy sẽ lãi nhiều hơn nè. Đó, tại vì những cái nụ này nó sẽ ra, nó sẽ đa phần nó sẽ dợp hơn những cái nụ mà nó mùi nó bự như vậy thì không bao giờ nó dợp đâu cả nhà. Nó bung luôn, nó đủ ngày tháng, ví dụ 5 ngày, 6 ngày thì nó sẽ bung ra luôn, nó không có bị ảnh hưởng tác động mà cái nắng ha. Đó. Như nụ này nó không tác động đâu cả nhà. Dàn nụ rất là lớn nha. Cây này thì năm nay nở rất là lực đó nha. Đây, cây này nữa nè. Cả nhà thấy nè. Nụ nó no mà nó lực lên ha. Đây, cái này còn xanh nè. Cả nhà thấy để ngón tay là biết cái nụ nó lớn ha. Còn xanh nên mình sẽ lấy bỏ hết những cái lá ngoài bìa luôn đây. Đây nè, còn xanh nữa cả nhà. Nên lại luộc bông bỏ. Cái này là khoảng 5 ngày trở lên, 6 ngày trở lên nó mới bung đó cả nhà. Nên lại bỏ hết đây. Đây, như trong đây thì nụ lớn nè. Nụ lớn, cả nhà thấy nụ lớn nha. Nó cũng có u. Cái nụ này thì nó không dẹp đâu. Đây cũng vậy nè cả nhà. Nó u lên. Dầm cành, xương cành ha. Cả nhà thấy ha. Điều ha. Thì khi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì lúc đó mình bấm cành, giật cành để cho cái nụ mình nó ra tới ngoài rồi. Nếu cô chú mình chị mình thả đó thì thả ra nó giọt, khi mình lãi lá ra nhìn thấy nó không có xương cá nhiều vậy đâu.
đó thì mình tạo thời gian lúc đầu. Tới thời điểm này thì chỉ cần mình tháng 10 mình bấm lại một cái nữa để cho nó nuôi những cái nụ ra tới ngoài luôn nè cả nhà thấy ha. Đó thì nuôi một cây mai mình biết cái chu kỳ giai đoạn của nó thì mình xử lý rất là dễ ha. Còn nếu mà mình mới thì cũng rất là khó khăn khi mà tạo nụ, mình làm bông rồi tới khi xử lý bông thì có rất là nhiều giai đoạn ha. Nên chia sẻ để mình trao đổi kinh nghiệm với nhau ha, trao đổi kinh nghiệm với nhau cho mình xử lý được một cái cây mai mà Tết chơi thì nó đòi hỏi cũng khá là nhiều cái công sức của mình ha, công sức của mình tạo ra. Cây này hôm nay nó rong cả nhà, rong ở đây nhiều nụ ấy thì mình chừa lại nè cả nhà, chừa lá nhiều lại nè. Cái này thì nụ nó rất là mùi rồi, nó bự ha. Nó thì cũng em ở đây sẽ xử lý hơi sớm nha cả nhà. Đối với hai năm rồi, nếu cô chú anh chị mình có xem qua cái clip của em đó thì cô chú anh chị mình thấy thì cái lối 26, 27 là có một số cây của em nó đã bung, nó nở khoảng 5% rồi. Tại vì khi mà lên chợ đó thì thứ nhất là mình vận chuyển đó thì lên xe vận chuyển lên trên lô đó thì đa phần nó sẽ bị khựng một ngày, có nghĩa là khi mình vô xe nó nóng rồi lên tỉnh thời tiết nó thay đổi nữa thì cái bông nụ mình nó sẽ dợp ha. Nên em cho trước sớm khoảng 2 đến 3 ngày, có những cây nở sớm 2 đến 3 ngày. Ví dụ như khoảng 26, 27 là có nở lá gai thì khi mình vận chuyển lên thì có thể mình lại ha, lại bỏ những cái bông nở sớm khoảng 5% đó để những cái búp kia, tại vì cái búp nhiều khi ra 5-7 bông thì mình lại một bông thì những cái búp kia nó sẽ lớn đều hơn ha, lớn đều hơn thì khách hàng sẽ chọn lựa những cái cây đa phần là những cái búp lớn. Còn thường là những cái búp nhỏ nếu mà vận chuyển đó, có một số trường hợp cái búp nhỏ mà vận chuyển đi xa ha, đi xa mà tác động lên chợ mình tưới những cái nước xử lý, nhiều khi bị cái nước xử lý nó ảnh hưởng cái dạng bông của mình, tưới hoặc xịt lên bông thì nó sẽ làm một số bông nó bị dợp ha, bị dợp lên nó không có nở đẹp. Nên đa phần thì khi mà vận chuyển xa như vậy đi lên lô thì em sẽ cho hơi sớm một tí. Còn nếu cô chú anh chị mình canh ở nhà để mình chơi ở đây, mình không có vận chuyển đi thì mình canh ở nhà phải hơi trễ nha cả nhà, có nghĩa là cho nó hơi trễ lại khoảng 2 ngày đối với em, thì để so sánh để cô chú anh chị mình nhìn và để mình làm được cách để giật lại khoảng 2 ngày. Thì em cho sớm 2 ngày thì cô chú anh chị mình sẽ giật lại 2 ngày. Ví dụ như bây giờ em cho 10, 17, 18, 19 nó sẽ bung vỏ tấu ha, 19 nó bung vỏ tấu đều thì khoảng 27 là của em đã có nở khoảng 5% ha. Đó thì cô chú anh chị mình cho khoảng nở đây với ở nhà mình không vận chuyển thì khoảng 20-21 ha, 20-21 thường là 21 là bung vỏ tấu ha. Vỏ tấu thì nếu với cây mình bình thường thì khoảng 29 mới có nở nha. 21-22 nó bung vỏ tấu thì khoảng 29 nó nở. Thì em ở đây khoảng 18-19-20 thì tầm đó thì giờ bắt đầu nó bung vỏ lụa rồi ha, bung vỏ lụa rồi để mình xử lý cho nó thích hợp ha. Thì năm rồi thì có một số cây thời tiết nó thuận thì có một số cây khi em lãi ra 18 nó đã bung vỏ tấu rồi đó nha, tấu rồi một, nhưng mà khi mà đi thành phố ha thì số đó thì có một số thì nó nở khoảng 5-10% và lối 27-28 thì thời 27-28 thì có nở 5% rồi, 5-10%, có số 15%, nhưng mà cái khi mà nó búp nó lên đồng đều thì cái cây mình nó thấy rất là đẹp ha. Khách hàng chọn lựa những cái búp lớn nên đa phần thì em sẽ cho hơi sớm một tí. Rồi thì hôm nay cũng quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị, và đặc biệt khi mình rong hoa xong và khi lại lá xong thì mình sẽ canh cái lượng nước ha, canh cái lượng nước sao cho cái cây của mình nó vừa đủ, không dư không thiếu, để khi mình tưới dưỡng vô thì cái cây mình nó sẽ bung vỏ lụa đều, vỏ tấu đều ha. Đó là cái cách hôm nay để chia sẻ cho cô chú anh chị mình trước.
trước khi chuẩn bị mà nó bung vỏ trấu ha. Rồi thì hôm nay cũng quay vào buổi chiều ha. Buổi chiều thì chúc cô chú anh chị mình một ngày thật nhiều sức khỏe, an lành ha. Ngày mai ngày 13 rồi thì cũng tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị thêm một số vấn đề và quay lại một số cây mai để coi thời tiết nó có thuận và có nghịch như thế nào hay không ha. Thì thời điểm này thì thời tiết coi thì cũng khoảng một hai vài ngày tới là sẽ có mưa nha cả nhà, cũng có mưa nên mình lại sớm hay trễ thì mình tranh, ví dụ như mà mưa nhiều quá có thể mình đem vô nhà một số cây mình chơi thì rất là tiện ha, cây gọn gọn thì mình đem vô nhà để mình tránh mưa cho mình xử lý nó cái lượng mưa nhiều khi nó cũng tác động á, nó có thể nó bung sớm nên mình tranh một hai cây mình chơi thì đơn giản là mình đem vô nhà để tránh mưa thì nó sẽ tốt hơn. Dạ rồi thì em cũng xin tạm kết thúc video tại đây ha. Và mong cô chú anh chị mình đăng ký kênh cũng như ủng hộ kênh em ha, để kênh em người một phát triển nha. Chào cô chú đi. Chào cô chú. Rồi tạm biệt cô chú luôn. Rồi bye bye nha.